dài cái thời gian dự án qua 2024. Và cái thứ hai nữa là cái thứ nhất ấy, là cái phải nói đây là một cái dự án nếu mà ở góc độ mà ở các cái tỉnh đồng bằng á, mà giải phóng mặt bằng đây có thể nói là cái dự án quy mô lớn nhất 5.000 hecta và giải phóng một lần. Cái thứ hai nữa là khi mà thực hiện giải phóng mặt bằng của cái dự án này là nó rớt vào một cái thời điểm rất là đặc biệt, đó là Đồng Nai là một trong những cái tỉnh phải thực hiện cái chỉ thị 16, tức là coi như là đóng băng hết lại, không thể đi để mà kiểm đếm. Coi như lúc đó là thực hiện cái chỉ thị 16 về chống dịch Covid. Cho nên cũng báo cáo đây là một cái điểm mà không thể, cán bộ cũng không thể đi xuống đo kiểm đếm được, người dân cũng không thể là đi ra để mà kiểm đếm được. Cái thứ ba nữa là cái dự án này xin báo cáo thêm với các vị đại biểu Quốc hội là quy hoạch nó gần hơn 20 năm. Cho nên trong khi mà quy hoạch rồi thì đóng băng lại hết tất cả, là không cho phép chuyển nhượng mua bán sang nhượng gì tất cả cái. Nhưng mà thực tế nhu cầu của người dân ở trong cái vùng dự án này thì họ đều có cái chuyện là mua bán sang nhượng và tất cả đều bằng giấy tay. Cho nên cái việc mà khi mà đo đạt kiểm đếm này rồi quy chủ lại thì phải nói là rất mất thời gian. Đó, tôi lấy một cái ví dụ thôi, một cái thửa đất á, mà bán cho một người á, thì quy chủ ra nó dễ. Nhưng một thửa đất á, là bán cho 3-4 người, rồi 3-4 người đó lại bán cho những người khác nữa, tất cả đều bằng giấy tay hết. Mà cái việc này á, mà nếu mà không làm cẩn thận thì chắc chắn là sẽ dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện. À, cho nên là những cái lý do này. Và cái lý do thứ tư nữa là ngay cái đầu năm 2022 thì chúng ta biết rằng là khi mà đứt gãy tất cả các nguồn cung thì tất cả các dự án mà có cấu phần xây dựng cho cái khu tái định cư của cái cảng hàng không quốc tế là đóng băng hết. Và thậm chí các cái nhà thầu, là có những nhà thầu họ bỏ luôn, họ đã xây dựng được khoảng 30-40% của cái công trình đó họ bỏ luôn. Mà đối với lại những cái công trình mà có cái cấu phần xây dựng á, mà khi mà tổ chức đấu thầu lại á thì rất mất thời gian. Bởi vì sao? Chúng ta phải bóc tách toàn bộ lại cái khối lượng đã làm xong, rồi phải lên toàn bộ cái hồ sơ của cái phần khối lượng còn lại để tổ chức đấu thầu lại cái phần này. Mà những riêng cái phần này thì báo với, rồi chưa kể là những cái phải chờ hợp đồng, là hợp đồng điều chỉnh giá, nhưng là phải chờ á, là được phép cho phép điều chỉnh về giá nhân công, giá vật liệu thì chúng ta mới điều chỉnh được cái này. Cho nên báo cáo là hiện nay á, là cái phần này là nó rất mất thời gian. Cho nên những cái thời lý do đó thì tại sao mà chúng tôi đi giám sát. Thực ra là chúng tôi ở đây là chúng tôi đi xuống giám sát, chúng tôi đi khảo sát, chúng tôi rất sốt ruột. Rất sốt ruột cái việc này bởi vì nó rất là chậm. Bởi vì theo cái nghị quyết của Quốc hội thì chỉ tới cuối năm 2021 phải là xong. Mà cái này á, là ngay từ khóa 13, khóa 14 khi mà Quốc hội cho chủ trương thì tôi cũng đã nói cái này ngay từ đầu rồi. Nếu mà chúng ta làm tới 21 thì e rằng là thu hồi cả 5.000 hecta này không xong. Cho nên là báo với các anh chị, vị đại biểu Quốc hội là cái thời gian mà nó kéo dài vậy. Và hiện nay á, thì chủ yếu á, là kéo dài thời gian này qua 2024 á, thì qua cái khảo sát của chúng tôi á, và chủ yếu á, là gì? Là để cho hoàn chỉnh lại các cái hạ tầng kỹ thuật xây dựng, các cái cấu phần xây dựng là chủ yếu. Còn cái giải phóng mặt bằng mà bồi thường thì hầu như là đã xong rồi, là gần xong hết rồi. Tức là theo cái báo cáo này và chúng tôi xuống giám sát thì còn có một ít nữa thôi. Đó, thì cho nên là mà nếu mà không mà kéo dài này ra tới 24 thì cái phần xây dựng kia thì chúng ta không giải ngân được, thì nó lại nó tắt vô cái chuyện này. Đó là cái việc thứ nhất, là cái lý do cái chuyện mà nó dài. Cái thứ hai á là về cái việc mà Ủy ban Kinh tế cũng có đặt ra cái vấn đề là đối với lại cái phần kinh phí mà không Ủy ban tỉnh á, Đồng Nai phải ứng trước để mà giải phóng mặt bằng cho cái dự án này. Thì cái này á, thì cũng báo cáo là với lại các vị đại biểu là chúng tôi cũng nắm lại á, là phần ứng của này là khoảng 1.350 tỷ, chủ yếu là phục vụ cho cái giải phóng mặt bằng. Bởi vì khi mà dừng lại rồi thì dự toán ở trên hệ thống là bị hủy, là không giải ngân được, thì tỉnh phải ứng cái ngân sách này ra. Và trong đó cái phần mà xây dựng á, thì khoảng 105 tỷ. Thì như vậy thì cái này, và cái phần này thì nó cũng không ảnh hưởng lớn, không tác động đến cái ngân sách. Bởi vì á, là Đồng Nai thì có một cái nguồn quỹ, là cái nguồn quỹ này là để cho cái phục vụ cho cái việc mà thu hồi đất giải phóng mặt bằng để mà đảm bảo các cái dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh. Cho nên là ứng từ cái nguồn quỹ này ra, cho nên là khoảng 1.350 tỷ.
đó, thì cái việc này mà nếu mà được đó, khi mà được chưa Quốc hội cho phép thì sẽ hoàn trả là cái này vào trong cái đó, thì nó cũng không tác động đến cái việc chi ngân sách của tỉnh, cho nên nó không tác động đến với cái kinh tế xã hội của tỉnh là vậy. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái đào tạo nghề. Phải nói là chúng tôi cũng rất sốt ruột cái chuyện này. Và cái đào tạo nghề thì phải nói thật ra nó cũng có cái việc như thế này, là Đồng Nai cũng như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái người ngay tại địa phương á thì lại là họ gần nhà, cho nên họ chọn lựa cái công việc, chọn lựa cái công việc, cho nên thành ra là khi mà khảo sát thì vẫn là khảo sát như thế, nhưng mà họ lại chọn lựa cái công việc, chọn lựa cái công việc nào phù hợp, và cái việc này thì cũng triển khai, nhưng mà cái đăng ký cái làm cái này địa phương làm cũng quyết liệt lắm, nhưng mà cũng xin báo cáo là những người mà hiện nay họ đăng ký đào tạo nghề như thế, nhưng mà thực ra là họ cũng đã có việc làm rồi. Bởi vì Long Thành là cũng là cái khu công nghiệp ở ngay đó, cho nên họ cũng bản thân họ cũng đã có việc làm, cho nên bây giờ chỉ còn khi mà họ thấy cái công việc khác mà nó tốt hơn đó, thì họ mới đăng ký. Cho nên cái này nó cũng là còn phụ thuộc vào cái ý chí chủ quan của cái người được đào tạo, chứ không phải là ý chí chủ quan của mình, chứ không phải của cơ quan quản lý. Cho nên đây cũng là một cái chuyện mà cũng xin báo thêm, nó cũng có những cái vướng trong cái đào tạo nghề hiện nay, là tại sao là nó còn cái hạn chế. Mà nếu như mà Đồng Nai thì hiện nay đang đẩy mạnh là cái việc tuyên truyền này, bởi vì nếu không chuẩn bị cái này thì tới 2025 mà khi sân bay đi vào hoạt động thì báo là không đủ cái nguồn nhân lực để đáp ứng. Đó, không đủ cái nguồn nhân lực đáp ứng, mà đây là cái chuyện mà hiện hữu. Cho nên đây là cũng là cái việc mà vừa rồi xuống thì chúng tôi gặp cái ACV thì cũng đã phối hợp với lại địa phương rồi các nơi để tổ chức các cái tư vấn, rồi tổ chức là các cái tuyển sinh để tạo cái này. Đó, và cho nên là cái này cũng xin cung cấp thêm cái thông tin. Và một cái vấn đề nữa là cũng xin báo thêm với lại là trong cái nghị quyết, trong cái việc điều chỉnh nghị quyết này á, thì chính phủ chỉ đặt ra hai vấn đề thôi. Nhưng mà thực ra chúng tôi đi xuống khảo sát á, thì nó còn phát sinh nhiều vấn đề mà không biết là mai mốt là chính phủ sẽ xử lý như thế nào, thì cái chuyện đó không sao. Tôi lấy một cái ví dụ thôi. Cái vùng này là vùng đất đỏ Ba Giang, cho nên nắng thì nó bụi, mưa thì nó lầy. Và hiện nay á, là cái khu vực mà cái giai đoạn 1.800 hecta cộng thêm 700 hecta để mà chúng ta thu hồi để làm cái khu dự trữ để cho cái phục vụ cái san lấp thì coi như đã xong rồi. Nhưng mà bụi á, là cái thời điểm nắng á, là bụi nó bay lên á, nó phát tán ra cách sân bay khoảng hơn 30 cây số. Ngay cả Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng, ngay ở Thành phố Biên Hòa chúng tôi cũng bị ảnh hưởng cái bụi này. Còn cái dân xung quanh cái dự án này là cũng bị. Mà như vậy á, nếu mà bây giờ á, tất nhiên cái việc này nó không nằm trong cái phạm vi này, không trong phạm vi tờ trình. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mà không làm hết mặt bằng cho cả 5.000 hecta này á, thì tôi nói mai mốt làm xong cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ không thể thi công được. Nếu mà thi công thì không khai thác được tại bụi. Mà ngay cả vừa rồi xuống á, thì anh Vũ Hồng Thanh vào á, thì là ACV cũng kiến nghị là cho phép làm cái nhà ga T2 á, nó nằm sát với cái nhà ga T1, nó nằm sát với lại cái ranh của cái giai đoạn 1. Mà bây giờ bụi như thế này mà muốn thi công nhà ga T2 thì coi như giai đoạn 1 là cái đã xong rồi thì cũng rất khó khai thác. Cho nên á, là nó còn nhiều cái vấn đề liên quan kèm theo này, chứ không phải chỉ đơn thuần là chỉ có cái thời gian đó. Mà tôi cho rằng ở cái góc độ mà thu hồi giải phóng mặt bằng á, là Đồng Nai làm rất quyết liệt, và phải nói nếu mà không quyết liệt thì chắc chắn tới giờ này là chưa xong được tới cái mức độ này đó. Xin báo cáo vậy, bởi vì là phải huy động hết lực lượng cả tỉnh cả huyện khác xuống để cùng đi kiểm đếm, bởi vì cùng một lúc 5.000 hecta thì các vị đại biểu biết là nó rất là lớn đó, mà nội cái việc quy chủ nó rất là phức tạp.